Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, gần đây thì chúng ta nói đến một trong những sự kiện tại tiểu bang Missouri. Chắc quý vị đã có điều kiện đến tiểu bang Missouri vào tháng 8 qua Đại hội Thánh Mẫu. Nhưng năm nay quý vị đến Đại hội Thánh Mẫu không còn ông thống đốc tiểu bang Missouri nữa. Ông ta làm cái gì thưa anh Tuấn? Thưa quý vị, thưa anh Trọng, ông Eric Grandstand, cựu thống đốc của bên phía tiểu bang Missouri, vào ngày hôm qua đã chính thức từ chức, thưa quý vị, bởi những cáo buộc về liên quan về chuyện ngoại tình và đe dọa tống tiền đối với tình nhân. Tin tức này được loan ra một vài tháng khi mà bên phía quốc hội của Missouri đã đưa ra những cái tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu có những cái biện pháp để truất phế ông thống đốc nếu như ông không từ chức. Và ngay lập tức hệ như rằng ông Eric đã chính thức từ chức. Câu chuyện xảy ra trước khi mà ông thống đốc Eric Grandstand được bầu làm thống đốc. Họ liên tưởng cái câu chuyện của ông cựu thống đốc giống như câu chuyện của bên phía ông tổng thống Donald Trump. Đó là đầu tiên ông quan hệ ngoài luồng, ngoại tình với một nữ tình nhân. Người này là một người hair stylist, một người thợ cắt tóc. Rồi sau đó đó, ông đã có chụp những cái bức ảnh tống tiền cô, tức là những cái bức ảnh chụp bán khỏa thân, và ông nói rằng nếu như mà cô nói cho bất kỳ ai về câu chuyện và những cái quan hệ tình dục của cô và ông thì ông sẽ tung những cái hình ảnh này đi lên trên các trang mạng xã hội, và như thế cô sẽ không còn mặt mũi nào ra ngoài đường nữa. Câu chuyện này bị phát hiện bởi người hôn phu của người nữ tình nhân này, bởi vì anh ta đã lục trong những cái camera và thấy được một đoạn hội thoại video quay lại nhật ký của cô, và trong đó cô ức cô nói là cô không thể nào nói được, và như thế rằng anh đã đem tố cáo ông thống đốc Eric Grandstand và gây ra cái cớ sự này. Ngay lập tức vụ việc này làm cho bên phía giới không ủng hộ tổng thống Trump đặt ra một câu hỏi, cùng một tình huống, cùng một khả năng, hai vị trí khác nhau, nhưng một người mất chức còn một người thì vẫn đang còn tại vị. Kính thưa quý vị, đó là chuyện của thống đốc tiểu bang Missouri. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta thường xuyên nói đến tổng thống Donald Trump, nhưng một nhân vật mà chúng ta không thể nào không nói đến với tổng thống Donald Trump, kính thưa quý vị, đó là đệ nhất phu nhân Melania. Trong 19 ngày qua kể từ khi bà bắt đầu bước vào bệnh viện, một là gọi là bệnh viện của quân đội quốc gia, chuyên chữa trị cho tuyển tổng thống và tất cả những nhân vật cao cấp của chính phủ. Kính thưa quý vị, bà Melania đã được gọi là điều trị tại đó và nằm một thời gian ở đó rồi đi về. Đến bây giờ thì tất cả các tin tức và hình ảnh của bà hình như đã vắng bóng, và không biết hiện nay bà đang ở đâu. Là một trong những cái khuôn mặt khả ái, có tin thì cho nói rằng là bà Melania có thể trở về New York ở tại cái tháp ngà của bà. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta thấy đi thiếu đi hình ảnh của bà Melania trong những cái buổi dạ tiệc của Hoa Kỳ, trong những cái buổi gọi là yến tiệc quốc gia. Và gần đây nhất khuôn mặt của bà đã nổi bật trong cái buổi yến tiệc với tổng thống Pháp, và một trong những sự việc với một cái khả năng khả ái, một cái tính tình khả ái, với một cái khả năng có thể nói rất vượt bậc của bà đã làm cho người ta cảm thấy, và hình như cái ảnh hưởng của người dân đến với bà nhiều hơn là tổng thống Donald Trump. Có thể nói tổng thống Donald Trump lãnh đạo quốc gia của chúng ta, nhưng 60% thì người dân, và có thể nói là tăng lên 10 điểm trong cái thời gian mà bà ở tại White House. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta chờ xem bà ở đâu, bà bị cái chuyện gì. Lẽ nhiên tất cả các thông tin về y tế cho biết rằng là bà có một vài trở ngại về thận. Nhưng tất cả những sự việc đó đã được điều trị và không có gì lo ngại. Nhưng trong thời gian ngắn hạn gần đây thì tất nhiên tất cả những cái sự kiện mà chúng ta có thể tiếp xúc được với bà Melania qua những hình ảnh, qua báo chí, qua truyền hình, hình như đã bật đi trong một cái thời gian dài 19 ngày. Hy vọng chúng ta sẽ có những tin tức về đệ nhất phu nhân của chúng ta trong một thời gian tới đây. Không biết Tổng thống Trump có thể nói rất lo lắng cho bà Melania.
rất là lo lắng. Thế thì trong tương lai bao giờ chúng ta nghĩ rằng 12 tháng 6 tới đây, liệu bà Melania có tháp tùng được Tổng thống Donald Trump nếu cuộc gặp gỡ thượng đỉnh diễn ra? Em nghĩ bà có đi hay là không? Đã lâu rồi chưa thấy hình bóng của đệ nhất phu nhân Melania. Người ta chỉ còn xem lại những video cũ của bà trong những bài phát biểu và trong những cái chuyến đi mà khi đó Tổng thống Trump cố gắng nắm tay của bà, nhưng bà thì dùng dằn không chịu. Một lần nữa, thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ 20, tất cả những người ủng hộ đều mong muốn nhìn được hình ảnh của bà. Trong cùng lúc đó thì có những tin tức liên quan tới những cái sự kiện về việc kỳ thị chủng tộc ở ngay tại Hoa Kỳ này, mà trong lúc đó đài truyền hình ABC, một trong những tứ trụ truyền thông của Hoa Kỳ, đã hủy bỏ một trong những cái chương trình truyền hình rất là nổi tiếng Roseanne. Hoa Kỳ. Thưa anh. Vâng, kính thưa quý vị, Roseanne đã trên trang tweet đã đưa đến một vài sự kiện làm cho người ta bất bình về những cái từ ngữ đưa ra của bà và có tính cách là xúc phạm đến vấn đề gọi là kỳ thị chủng tộc màu da. Và bà đã đương nhiên bị loại ra khỏi công ty truyền hình ABC. Roseanne thì chắc là một cái khuôn mặt có một cái giọng nhè nhè cũng làm cho người ta vui thích một trong một cái thời gian. Nhưng đến bây giờ thì liệu Roseanne có còn được tồn tại trong gọi là thị trường truyền hình của Hoa Kỳ hay không? Câu trả lời đến bây giờ thì bà đã bị loại ra khỏi công ty truyền hình ABC. Trở lại một trong những sự kiện quan trọng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị, đó là vấn đề nhập cư tất cả các trẻ em đến tại Hoa Kỳ. Với tất cả những sự kiện gần đây từ năm 2014 bây giờ thì người ta nói 1.500 trẻ em chính phủ đã báo cáo bị mất tích hoặc là nói là mất tích. Thì kính thưa quý vị, tất cả những tin tức đã không có cái khả năng biến thành sự thật. Vì cố vấn Nhà Trắng là ông Stephen Miller đã cho biết hôm thứ Ba rằng đảng Dân Chủ đã đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng ở biên giới để bảo vệ sơ hở mà người di cư thường thường khai thác. Kính thưa quý vị, trong thực tế không có một cái khủng hoảng ở biên giới về số lượng giao đất và tất cả những cái sơ hở mà ông Miller dường như đang đề cập đến trên thực tế là các giao thức tị nạn lâu dài. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề xin tầm trú, xin được trong những ngày đầu tiên đến tị nạn tại Hoa Kỳ trong một cái thời gian để sở di trú quyết định đối tượng đó có thể được định cư hay là không. Thì gần đây tất cả những cái sự phân chia gia đình, tất cả các trẻ em phải ở riêng và người lớn ở riêng đã gây nên một cái không khí bàn cãi, và người ta nói đến liệu chính phủ Hoa Kỳ có những cái hành động đạo đức khi phân chia những cái gia đình và những trẻ em cần có sự giúp đỡ và giáo dục của cha mẹ cho dù họ là những gia đình đến xin định cư tại Hoa Kỳ vào những ngày đầu tiên. Đến bây giờ thì chắc là thời gian còn lại chúng tôi sẽ dành đến với quý vị để nói đến vấn đề ông Robert Mueller và Tổng thống Donald Trump. Sự kiện đối đầu của hai người như thế nào? Đến bây giờ là cuộc đối đầu của Tổng thống Donald Trump và ông Robert Mueller. Một bên thì kính thưa quý vị được bổ nhiệm ở vào một cái chức vụ công tố viên đặc biệt và có nhiệm vụ điều tra về vấn đề liệu có sự thông đồng của Tổng thống của Nga Xô với Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump hay không? Coi liệu có cái sự gọi là làm sai cái công lý, nghĩa là coi như là tôi muốn quên cái chữ mà chúng tôi muốn dịch đến với quý vị, đó là cản trở công lý. Và đến bây giờ thì cái sự kiện đối đầu nó đi đến như thế nào nè? Thưa quý vị, sự đối đầu giữa luật sư Trump, ông Rudy Giuliani luôn luôn cáo buộc rằng cuộc điều tra mà bên phía Bộ Tư pháp đã thành lập nên cho bên phía công tố đặc biệt Robert Mueller là vô giá trị, là bất hợp pháp. Thưa quý vị, cái danh từ bất hợp pháp mà ông Rudy Giuliani định nghĩa đó là bất hợp pháp bởi dưới sự điều hành và hỗ trợ của bên phía FBI dưới thời của cựu giám đốc FBI, đó là ông James Comey, kính thưa quý vị. Và như quý vị biết rằng trước đây thì bên phía chính quyền Trump và ông James Comey hoàn toàn không có gì ưa nhau sau khi mà James Comey bị sa thải một cách bất ngờ bởi Tổng thống Trump khi ông cựu giám đốc FBI đang tổ chức một cuộc điều tra về ủy ban tranh cử của ông Trump. Thì cũng trong những lời tuyên bố mà tin tức được đưa ra vào sáng ngày hôm nay, thưa quý vị khán thính giả, trong một cuộc phỏng vấn với bên phía đài NBC News, thì ông James Comey, và cũng giống như một trong những người mà chúng ta khó có thể nào tưởng tượng ra, đó là ông Mitt Romney, quý vị còn nhớ ông. Ông nói ông đã chính thức gọi là không còn
kỳ vọng vào Tổng thống Trump nữa. Ông nói Tổng thống Trump không phải là gương mẫu cho tương lai của con cháu chúng ta, thưa anh. Đây được coi là một trong những cái phát ngôn khá là nặng nề chỉ trích bên phía Tổng thống Donald Trump. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta phải nói đến một cái sự gọi là mâu thuẫn càng ngày càng gia tăng diễn ra giữa ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và Tổng thống Donald Trump. Có thể nói những cái lời chỉ trích nặng nề của Tổng thống Donald Trump về việc vấn đề ông bổ nhiệm ông Jeff Sessions, một trong vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Alabama, trở thành vị bộ trưởng tư pháp. Và đây, ông cho đây là một cái sự nhục nhã mà ông không nên làm. Kính thưa quý vị, điều mà người ta nói đến nữa là một trong những cái sự kiện bàn tay bí ẩn của ông Robert Mueller trong cái sự kiện điều tra của Tổng thống Donald Trump. Đến bây giờ người ta chưa biết hết tất cả những gì mà ông Robert Mueller sẽ và là làm với Tổng thống Donald Trump. Người ta đã tin tưởng vào gần đây trong đội ngũ cố vấn luật sư của Tổng thống Donald Trump có tay trùm phù thủy Giuliani, là một trong những người có thể nói rằng đã có những cái kiến thức cao rộng, có những cái hành động và có những cái chiến lược rất là được người dân của thành phố New York mến chuộng trong thời kỳ từ năm 2001 cho đến năm 2007. Kính thưa quý vị, ông là một trong những người hiện nay là cánh tay phải về vấn đề trợ lý pháp luật cho Tổng thống Donald Trump. Những cái cuộc điều đình nói chuyện tay đôi giữa ông Giuliani cũng chưa đem lại một cái kết quả nào tạo nên một cái niềm hy vọng cho Tổng thống Donald Trump thoát ra khỏi cái mạng lưới mà ông gọi là cuộc săn phù thủy của những người luôn luôn thù địch với ông. Liệu cái vấn đề này trở thành một cái sự kiện như thế nào? Vì thời gian càng dài, cái cuộc điều tra này đã kéo dài rất dài. Như vậy, kết luận cái cuộc điều tra này, hai vấn đề mà người dân Hoa Kỳ muốn biết được, liệu Tổng thống Donald Trump có bị luận tội hay là không? Một trong những sự kiện trước khi đi đến vấn đề đó thì phải có một cái cuộc phỏng vấn Tổng thống Donald Trump tay đôi giữa ông Robert Mueller và Tổng thống Donald Trump. Nhưng sự kiện này đang gặp một vài sự chống đối vì người ta cho rằng cái bẫy của ông Robert Mueller có thể nói quá khôn khéo để đưa Tổng thống Donald Trump vào những cái sơ hở khi một người rất muốn tuyên bố nhiều điều mà có thể gây đến ảnh hưởng không tốt cho ông. Đó là một vài sự kiện mà sáng nay chúng tôi gửi đến quý vị qua chương trình Cà phê sáng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.